Xin chào các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học bài giới từ preposition. Thực ra để nói về giới từ ấy, thì có rất là nhiều thứ để nói, đặc biệt là cái phần mà giới từ đi kèm theo các cái cụm từ. Ví dụ như là interested thì phải đi với in, bored đi với with, rồi thì put up with thì như thế nào, tất cả các cái cụm đó, rồi put off thì mang nghĩa là gì, đúng không? Tất cả cái từ đấy rất là nhiều. Trong vòng một buổi vẻn vẹn để chúng ta có thể nói về bài giới từ này thì tôi chỉ hy vọng là có thể nói cho các bạn những cái cụm cố định đấy, và các cái phần quan trọng nhất về mặt giới từ, cũng như tôi cũng sẽ đưa cho các bạn các cái cụm giới từ, cụm từ mà có giới từ đấy, các cái phrasal verbs, các cái thành ngữ có giới từ mà chúng ta hay gặp. Thế còn khi chúng ta luyện tập rồi, khi chúng ta đi thi thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều loại động từ khác nhau, chúng ta phải xử lý một cách linh hoạt, được chưa? Thế trước tiên là chúng ta sẽ đi vào phần là các cái loại danh từ, các cái loại giới từ, được chưa? Thế chúng ta sẽ có các cái loại giới từ như sau. Thứ nhất là giới từ chỉ thời gian. Giới từ chỉ thời gian ví dụ như là trước là gì ạ? Before, đúng không ạ? Sau là gì ạ? After, hoặc là trước chúng ta có cả từ giới từ by cũng bằng nghĩa với là before. Rồi này, vào lúc mấy giờ đấy là chúng ta dùng giới từ at, đúng không? Trong suốt cái bài giảng của cô giáo là chúng ta dùng từ gì ạ? During, chính xác. Rồi này, từ mấy giờ đến mấy giờ thì các bạn dùng giới từ gì ạ? From. Đấy, ví dụ from 8 a.m. to 8 p.m. chẳng hạn. Đấy, from to, đúng không ạ? Rồi chúng ta dùng từ xuyên suốt cả một thế kỷ chẳng hạn, là throughout a century, throughout, được chưa? Rồi tiếp theo là giới từ gì ạ? Cho tới khi, này chúng ta dùng giới từ until, till hoặc until, tới khi này. Trong vòng, trong vòng là chúng ta có giới từ within. Tôi viết ra trong trường hợp này, nếu như là giới từ này không quen thuộc lắm với một số bạn thì within là trong vòng, tức là cô giáo giảng bài trong vòng 30 phút, bài giới từ trong vòng 30 phút là within 30 minutes, được chưa? Rồi, hoặc là từ since, kể từ khi, ví dụ là kể từ năm 1999 thì cô ấy đã giảng dạy tiếng Anh đấy, đúng không? Since 1999, được chưa? Đấy là các giới từ chỉ thời gian. Thứ hai là các giới từ chỉ địa điểm và nơi chốn. Ví dụ như là ở trường thì chúng ta phải dùng giới từ là gì ạ? At school, đúng không? Nhưng mà trong công viên thì lại là gì? In the park, đấy là từ in nhé. Rồi, địa điểm khác nữa, ví dụ như là ở đằng sau trường học có một cái công viên này gọi là behind, behind the school, đằng sau. Đúng không? Đằng trước thì chúng ta có cụm gì ạ? Cụm của chúng ta là in front of, ở đằng trước. Bên cạnh là gì ạ? Beside, beside. Các bạn nhớ tôi này, cái từ beside ấy, mà là bên cạnh thì không có s. Thế còn một cái từ khác đó là besides mà có s ấy, thì mang nghĩa là chặn từ, mà nghĩa là ngoài ra. Đấy, hay đừng nhầm beside là bên cạnh nhé. Beside không có s, bên cạnh. Được chưa? Rồi, chúng ta có từ bên dưới nữa là gì? Below. Ví dụ, hãy hãy xem một số các câu hỏi bên dưới đây. Look at some questions below. Để dưới đây là below. Cái below với behind khác nhau. Behind chỉ vị trí về không gian hơn. Nói below là dưới đây, nó mang ý nghĩa trừu tượng hơn một chút. Được chưa? Rồi chúng ta có thể dùng từ on nữa. Rồi từ on cũng dùng trong địa điểm nơi chốn. Rồi là towards, towards là hướng về phía, tức là chỉ địa điểm không? Bây giờ tôi chạy về phía anh ấy, I run towards him, về phía là giới từ chỉ địa điểm nơi chốn. Hoặc là giới từ across, có nghĩa là băng, vượt qua, băng qua. Ví dụ như là cái nhà của tôi thì ở bên kia đường. My house is across the street. Across là bên kia, băng qua bên kia đường đấy. Được chưa? Đấy. Rồi một từ nữa là từ beneath. Beneath, beneath cũng là bên dưới, nhưng mà thường cái từ beneath này chúng ta hay sử dụng với nước, bên dưới mặt nước, beneath the water. Được chưa? Rồi một từ nữa, above. Ở bên trên, cái từ above này với cái từ below
là ngược nghĩa với nhau. Cái trường hợp nào các bạn dùng below mà các bạn muốn ngược nghĩa lại, opposite, thì là chúng ta sẽ sử dụng từ above. Rồi, tiếp theo là giới từ chỉ lý do, nguyên nhân. Lý do, nguyên nhân. Thế cái từ hay gặp nhất đối với lại là lý do ấy, đấy là từ gì ạ? Từ từ for, hoặc nguyên nhân đấy là từ for, hoặc là từ by, bằng cách này. Đấy, rồi là từ with và từ với. Đấy. Hoặc là từ of. Ví dụ như là anh ấy đổ tội cho tôi vì đã lấy trộm cái ví của anh ấy, nhưng thực ra là tôi không lấy, đúng không? He accused me of. Thì sau cái từ of đó chúng ta cộng vô bình. Đấy. Rồi các cái từ khác nữa, ví dụ như là at này, on, over, through, vân vân, nhưng mà chúng ta còn phụ thuộc vào cái động từ. Được chưa? Tiếp theo là giới từ chỉ mục đích. Đấy, chỉ mục đích thì thường hay gặp nhất là to verb, để làm gì. Ngoài ra chúng ta còn phải gặp từ on, từ at, từ for, after, nhưng mà cũng còn tùy theo động từ nữa. À, các cái giới từ thường, tức là ngoài ra ấy, chúng ta còn các cái giới từ khác. Ví dụ như chúng ta có thể gặp từ against, có nghĩa là chống lại. Đấy, đối lại. Hoặc ví dụ như tôi dựa vào cái bảng này, I lean against the board, thì cái against này cũng là chống lại, dựa lại, được chưa? Rồi cái từ among hoặc là between, có nghĩa là ở giữa, among hoặc between, ở giữa như nào đấy. Thế nhưng mà between thì là giữa hai người, hai vật, việc. Thế còn among là giữa, đó là nhiều người, nhiều vật, nhiều việc. Đấy, among và between sẽ khác nhau. Rồi, đây là một số các cái giới từ, và được chia ra là các cái trường hợp: giới từ thời gian, giới từ chỉ địa điểm nơi chốn, giới từ chỉ lý do, nguyên nhân, giới từ chỉ mục đích và các cái giới từ khác. Ngoài ra thì còn có một trường hợp rất quan trọng, đó là các cái cụm từ, các cái cụm thành ngữ thì chúng ta cũng phải học thuộc nữa. Thực ra lý thuyết về giới từ thì nó rất là đơn giản, và cái yêu cầu cao nhất đối với bài giới từ đó là chúng ta học thuộc các cái quy tắc sử dụng của giới từ, bởi vì quá nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với các cái phần lý thuyết khác của chúng ta. Đấy. Các cái lý thuyết khác thì thông thường các bạn chỉ học phần lý thuyết ngắn. Đấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành luyện tập. Nhưng trong bài giới từ này thực ra lý thuyết rất là nhiều, và nó chỉ đơn độc các cái loại lý thuyết như vậy thôi. Nhưng chúng ta cũng cũng không cảm thấy khó khăn khi mà phải hiểu nó. Đấy. Rất là dễ hiểu và chỉ cần học thuộc là đủ. Trên bảng chúng ta có 6 các cái trường hợp mà sử dụng giới từ. Đây là các cái trường hợp thông thường thôi, các trường hợp thông thường thôi. Và tôi đã phân chia thành 6 cái cụm như thế này để chúng ta dễ so sánh. Ví dụ như từ at nhá, giữa cái 1 ấy với cái at 4 ấy thì là nó khác nhau một chút. Bởi vì cái 1 là tôi nói về thời gian, còn cái số 4 là tôi nói về địa điểm nơi chốn chẳng hạn. Thì cùng là at nhưng mà nó sẽ hơi khác một chút, được chưa ạ? Rồi, đây chúng ta sẽ bắt đầu cái nhóm số 1. Đó là chúng ta có 3 giới từ, đó là at, in và on. Thế thì đây là ba cái giới từ mà chúng ta muốn nói là chỉ thời gian. Thời gian, được chưa? Trong đó nhá, at này thì sẽ cộng với lại là một cái mốc thời gian nào đó, ví dụ như là at 10 p.m. lúc 10 giờ tối. Đúng không? At 10 p.m. Đấy, hoặc là at ngay bây giờ là at the moment. Đấy, mốc thời gian rất là từ at. Được chưa? Thế còn từ in. Từ in thì là một cái giới từ mà cộng với buổi này. Buổi này các bạn có thể ghi lại. In là cộng với buổi này, ví dụ như là in the morning, in the afternoon, in the evening, đúng không? Rồi cộng với tháng nữa. Tháng ví dụ như là tôi sinh vào ngày 24 tháng 4, đúng không? Thế thì tháng 4 ở đây là in April. In April. Vào tháng 4 chúng ta dùng từ in, được chưa? Rồi, in còn được sử dụng trong trường hợp gì nữa? Vào năm. Năm không thôi, ví dụ như là vào năm 2011 là in 2011. Thì đấy là với giới từ in. Cộng với tháng này, buổi này, rồi cộng với năm này, được chưa? Thế còn on. On thì được cộng đặc biệt với ngày, cộng với date, cộng với ngày.
Trong cái trường hợp on này, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn cái từ ngày, là bởi vì trong bất kỳ cái trường hợp nào khi mà có dính đến ngày, ngay lập tức các bạn dùng on, mặc dù trước đó là có thể là in, nhưng mà có thêm ngày cái là chúng ta lại chuyển thành on. Ví dụ nhá, tôi sinh vào tháng 4, I was born in April, thì là in, đúng không? Thế nhưng mà tôi sinh vào ngày 24 tháng 4 thì ngày 24 là có chữ ngày rồi, đúng không? Thế là I was born on April the 24th, on ngay. Được chưa? Nào, tôi đến thăm ông bà vào buổi sáng là in the morning, đúng không ạ? Nhưng mà vào sáng chủ nhật, có cái chủ nhật là có ngày rồi, đúng không ạ? Thì lại on Sunday morning, bình thường. Thế là cái sự khác biệt giữa in và on là như vậy. Ất thì không nói làm gì, nhưng mà in với on là cái trường hợp nào in, cái on là khi nó có dính đến ngày thì chúng ta phải bắt buộc phải dùng là on. Được chưa? Hoặc là không cần cụ thể, họ có thể chỉ nói mỗi là on giáp đây vào cái ngày đó, là miễn có đây là các bạn phải dùng on rồi. Đấy là cái trường hợp thứ nhất với ba từ ất in on để chỉ thời gian. Được chưa? Thứ hai, in into và out of, đây là ba cái từ mà tôi muốn nói với các bạn về cái hướng chuyển động, hoặc là cái địa điểm ở đâu đó. Đấy là cái từ in, chỉ địa điểm ví dụ như là trong lớp học là gì ạ? In the classroom. Đấy, cái in này là chỉ thời gian nhé, in này là để chỉ địa điểm nhé. Trong lớp học là in the classroom, đúng không? Hoặc là trong cái hộp là in the box, trong hội trường là in the hall. Đấy là chỉ địa điểm. Thế còn in tu ấy, in tu thì người ta trong các sách ngữ pháp ấy, người ta thường hay chỉ một cái hiện tượng như này. In tu tức là gì? Đi vào trong, đúng không? Bây giờ khi tôi đi vào trong căn nhà thì tôi nhìn thấy anh ấy đang gì nằm ngủ chẳng hạn. Thế là when I come in to the room, when I come into the room tức là tôi đi vào trong rồi. Hoặc I when I go into the room. Đấy thì into nghĩa là vào trong. Ngược lại out of thì lại là gì? Đi ra ngoài. Out of đấy, when we go out of the room, khi tôi đi ra khỏi căn phòng. Đấy thì đấy là từ out of. Các bạn nhớ là ba từ in, into, out of là ba từ mà tôi muốn chỉ về cái chuyển động, hoặc là từ địa điểm mang tính chất chuyển động ở đâu, hoặc là vào trong hoặc đi ra ngoài như nào đó. Thì đấy là cái số 2. Được chưa? Cái thứ ba lại là ba từ chỉ thời gian, mà chỉ thời gian. For, during và since. For các bạn phải cũng phải phân biệt rõ cái từ này. For ở đây là for và during ấy thì nghĩa khác nhau. For có nghĩa là chỉ là một cái khoảng thời gian được bao lâu. For cũng một khoảng thời gian nhé. A period of time. Ở đây tôi viết khoảng thời gian. For a period of time tức là được bao lâu. Ví dụ như là cô ấy đã dạy được 2 tiếng rồi chẳng hạn. Rồi during, nhé, là trong suốt. Đấy, trong suốt thì trong suốt này có thể cộng với một cái danh từ chỉ một cái khoảng thời gian nào đó. Ví dụ nhé, during the holiday, trong suốt cái kỳ nghỉ. Hoặc là during the lesson, trong suốt bài giảng, đúng không? Cô giáo nói liên tục và rất nhiều chẳng hạn, đúng không? Đấy là during cộng với lại một cái danh từ chỉ khoảng thời gian. Thế còn for này, ví dụ là for 2 hours, là nói được 2 tiếng. Hoặc là for a month, và trong một tháng, vân vân. Thì đấy gọi là chỉ một khoảng thời gian. Đấy. Thế còn since, thì lại cũng giống như kiểu là ất này, cũng với một mốc thời gian. Đấy nhá, từ lúc 10 giờ 10 giờ đêm cô ấy đã ngủ được mấy tiếng ấy, từ lúc 10 giờ đêm. Đấy, she has been sleeping since 10 p.m. Hoặc là nó phải since, bây giờ tôi đã sống ở Hà Nội kể từ năm 2005 chẳng hạn, là since 2005. Thì xin nhớ là phải cộng với một mốc thời gian. Được chưa? Rồi. Cái thứ tư là ất và tu, là khi đấy, chúng ta so sánh. Cái cũng là cái sự chuyển động một chút. Ất thì nó mang cái tính chất là tĩnh, mang tính chất tĩnh. Ví dụ nhé, tôi ở nhà, I stay at home. I stay at home. Đấy, hoặc là chúng tôi học ở trường, we study at school. Thì đấy là dùng từ ất. Hoặc là kể cả từ in cũng vậy nhá, in cũng cộng với một cái địa điểm,
chỉ một cái địa điểm rất là tĩnh, ví dụ như là tôi sống ở Hà Nội, I live in Hà Nội đấy, thì ra mới dùng được at in trong cái trường hợp rất là tĩnh. Trong khi đó to thì lại chỉ cái chuyển động là tới đâu. Ví dụ nhé, tôi đi tới Mỹ, we go to the America, đúng không? Hoặc là tôi đi, mẹ tôi đi chợ, my mother go to the market, goes to the market, thì to chỉ địa điểm tới tới đâu, được chưa? Cái số 5, chúng ta có 3 từ on, over và above. Thế cái này này cũng thể hiện cái sự trên này, tất cả ba từ này đều mang nghĩa là trên, nhưng mà hơi khác một chút, hơi khác một chút. Cái trường hợp nào dùng on, trường hợp nào dùng over và above là hơi khó đấy. Đây chúng ta có nhá, on là dùng những cái trường hợp thông thường, ví dụ trên bàn là on the table, trên đường phố là on the street, được chưa? À, trên đường láng là on láng street đấy, chẳng hạn như thế. Rồi thế còn cái từ over là khi mà chúng ta chỉ cái thứ tự trên dưới, ví dụ nhá, ví dụ trên dưới quần áo chẳng hạn, đúng không? À, cô ấy mặc một cái áo áo khoác áo áo len đấy, bên trên một cái áo sơ mi chẳng hạn, thì sẽ là she wears a gì nhỉ, a pullover over a shirt đấy, cái từ over đó chỉ thứ tự, đúng chưa? Thế còn cái từ above này là bên trên. Lúc nãy tôi có đưa ra một cái ví dụ above với cả below, bên trên bên dưới, ví dụ như là ba cái câu hỏi ở bên trên ấy. Đây là câu trả lời cho ba câu hỏi bên trên, là here are the answers for three questions above. Cái above bên trên nó mang tính chất trừu tượng một chút, được chưa? Câu 6, phần 6 là chúng ta có từ till và từ until. Hai từ này không có nhiều cái sự khác biệt, bản chất của nó đều mang nghĩa là cho tới khi. Ví dụ anh ấy đã đợi tôi cho đến tận 11 giờ, he waited for me till 11 p.m. Hai cái từ này đều mãi cho đến khi, được chưa? À, tôi muốn các bạn nhớ thêm về cái từ until này, thì chúng ta còn một cái từ là từ not until, chúng ta gặp rất là nhiều đấy. Nhưng mà not until thì nó được sử dụng như là cái mệnh đề quan hệ để nối hai mệnh đề với nhau, và chứ nó không 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 mang tính chất là cái giới từ chỉ thời gian lắm, bởi vì cái từ này nó còn cộng với một mệnh đề nữa. Và trong cái trường hợp này chúng ta cũng sẽ phải dùng not until với đảo ngữ, với đảo ngữ. Và vì vậy các bạn chú ý thật kỹ cho tôi cái từ not until này. Trong bài này thì tôi chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ học một số các cái thành ngữ giới từ mới đi với một số cái động từ, đấy ạ. Đó, gọi là phrasal verb. Đấy. Đây là một số các cái từ thông dụng, chúng ta là có quá nhiều. Phrasal verb, người ta thậm chí là còn có cả một cái cuốn gọi là cuốn Dictionary of Phrasal Verbs, là cuốn từ điển về các cái thành ngữ này, đúng không ạ? Đây là một cái bảng này, đương nhiên là không thấm tháp gì cả, nhưng mà tôi sẽ viết cho bạn một số các cái từ để chúng ta biết được về mặt cơ bản. Với từ put thì chúng ta có từ put aside. Put aside có nghĩa là dành dụm, để dành ra một bên ấy. Cái từ side ấy, side mang nghĩa là cạnh. Put aside là đặt sang bên cạnh, đặt sang một bên ấy. Tức là ví dụ như này, tôi đặt sang một bên đúng không? Một ít tiền, tức là tôi dành dụm một ít tiền để nhỡ sau này già đau ốm chẳng hạn. Đấy là I put aside some money. Đấy. Thế cái put aside nghĩa là dành dụm hoặc là để sang một bên, được chưa? Cái từ put off này thì nó sẽ bằng với lại là từ postpone và bằng với cả từ delay. Nhưng mà tuy nhiên là hai từ này thì không có giới từ, cho nên là tôi chỉ viết thêm cho các bạn thôi, chứ không ăn nhập vào cái bài này lắm, đúng không ạ? Put off và postpone là delay, ba từ này được cộng với verb in và mang nghĩa là trì hoãn là cái gì. Put up with thì có thể là bằng với cái động từ endure, nghĩa là chịu đựng, hoặc là từ stand cũng được nhé, chịu đựng. Put up with thường là nó bằng với từ endure hơn, để mang nghĩa là chịu đựng cái gì đó, được chưa? Đấy là với từ put. Từ come, chúng ta có từ come up with, có nghĩa là nảy ra. Với thể tôi nảy ra một cái ý tưởng là bán sô cô la vào dịp Valentine chẳng hạn, là I
come up with an idea. Đấy, come up with. Come across, tức là tình cờ gặp. Come across này nó sẽ bằng với lại cái từ ở dưới chúng ta sẽ gặp ấy. Run into, đây ạ. Run into với cả come across là như nhau. À, nó mang nghĩa là tình cờ gặp ai. Đấy. Thế còn là come into thì là đi vào trong thôi, không có gì. Come across hay là chúng ta nó là tình cờ gặp ai. Ví dụ tôi tình cờ gặp anh ấy trong một cái chuyến du lịch nước ngoài chẳng hạn. I came across him. Đấy. On in a trip to Paris chẳng hạn. Trong một cái chuyến đi tới Paris chẳng hạn thì thấy là come across, hoặc là run into cũng như vậy. Từ come into ngoài mang nghĩa là gì? Đi vào trong, đến vào trong. Thực ra nó còn một cái nghĩa rất là hay, đó là từ inherit, có nghĩa là thừa kế. Nghĩa này mới là quan trọng này. Thừa kế tức là chúng tôi thừa kế hai ngôi nhà khi bố mẹ chúng tôi thì mất chẳng hạn. We came into two houses after our parents passed away. À, lại có một cái từ pass away nữa. Pass away này. Với giới từ away nhá. Đi với động từ pass, chúng ta có từ pass away có nghĩa là qua đời. Thế là không dùng từ die. Từ die nó hơi mang cái tính chất suồng sã. Thì chúng ta dùng cái từ pass away với cái người mất để chỉ cái sự tôn kính là pass away. Đúng không? Come into là thừa kế. Được chưa? Tiếp theo này, động từ get chúng ta có get away. Get away nghĩa là gì? Bỏ đi. Hoặc là go away. Go go away nghĩa là cút đi. Đấy. Cút đi. À, put cũng có put away. Nhưng mà put away nghĩa là cất đi, cất quần áo đi, put away. Rồi, get on with hoặc get along with, hoặc có thể là get on well with, có nghĩa là có mối quan hệ tốt với ai. Get on well with, get along with, có mối quan hệ tốt với ai. Được chưa? Thế đấy là với từ get. Tiếp theo là từ call. Chúng ta có từ call on, nghĩa là ghé thăm ai. Như tôi ghé thăm anh ấy trên đường về nhà. I call on him on my way home. Đấy. Còn từ call off, đừng nhầm call off với put off. Put off có nghĩa là postpone, là trì hoãn. Thế còn call off thì nó lại bằng từ cancel. Cancel là gì ạ? Cancel, hủy bỏ. Đấy. Hủy bỏ khác với trì hoãn. Trì hoãn tức là mình trì hoãn rồi mình sẽ làm lại sau. Thế còn cái cancel là bỏ, tức là bỏ luôn. Đúng không ạ? Không có trì hoãn gì hết cả. Cái call off bằng cái cancel. Thế còn put off bằng với postpone. Để nhớ hai câu ý này, các bạn có thể nhớ này, cái chữ P này thì đi với cái chữ P này. Đúng không ạ? Thế còn cái chữ call off này thì sẽ lại đi với cái chữ cancel, cũng là gì? Cancel này. Cũng là chữ C. Được chưa? Đấy nhá. Rồi một số các cái từ khác nữa. Ví dụ face up with, tức là đối mặt với, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi có hạn hán xảy ra chẳng hạn, là face up with a lot of trouble, đúng không? Go in for tức là tham gia cuộc thi gì hoặc là theo đuổi một cái sở thích gì. Cái theo đuổi một sở thích gì còn một từ khác nữa, đó là từ take gì ạ? Theo đuổi một sở thích, take take up. Đấy. Ví dụ như là tôi theo đuổi cái việc sưu tầm stamp là I take up collecting stamps. I go in for collecting stamps, chẳng hạn thế. Make up for thì bằng với động từ compensate. Comp này. Compensate nghĩa là bồi thường. Make up for bồi thường những cái gì. Đấy chưa? Think over nó nghĩa là cái từ over này. Nó mang nghĩa là đi đi lại lại. Các bạn có biết bài hát Over and Over không ạ? Over and over đấy. Thế thì think over có nghĩa là suy nghĩ lại, suy nghĩ kỹ cái gì đấy, là think over. Được chưa? Tiếp theo, run into tôi nói rồi. Run into bằng come across. Chính xác. Run into bằng với come across có nghĩa là tình cờ gặp ai, cái gì. Take care of rất dễ. Take care of thì bằng với lúc gì ạ? Take care of thì bằng với lúc gì? Look after có nghĩa là chăm sóc ai. Take care of bằng với look after là chăm sóc ai. Carry out. Carry out là tiến hành. Carry out là tiến hành. Như chúng tôi bắt đầu tiến hành nghiên cứu cái gì đấy chẳng hạn. Đấy. We carry out studying.
Tiếp theo này, make up bằng vị invent có nghĩa là phát minh ra cái gì? Phát minh ra cái gì? Try out. Try out đó là thử nghiệm. Lần đầu tiên là try out. Wear out. Chúng ta rất hay gặp cái từ này với cái trường hợp là tính từ one, tính từ P2. P2 của cái này là one này, one out. Tức là bây giờ quần áo bị sờn rách thì là one out clothes. Được không? Breakdown là hỏng, cái xe ô tô của tôi sau trận lụt lịch sử ở Hà Nội là đã bị hỏng, nên là breakdown. Được không? Give in là nhượng bộ. Chúng tôi nhượng bộ anh ấy chứ không phải đánh nhau to, nên là give in. Được chưa? Từ go off có rất là nhiều nghĩa, trong đấy có một cái số nghĩa quan trọng nhất như sau. Thứ nhất là nổ bom hoặc là nổ súng, là súng tự dưng bị cướp cò ấy, là dùng từ go off. Được chưa? Hoặc là quả bom tự dưng nổ, là dùng go off. Hoặc là nghĩa khác, ví dụ như là thức ăn bị thiêu thì nó có thể dùng từ go off. Sữa bị chua, thức ăn có mùi ôi thiêu thì nó có thể dùng từ food, thì went off. Đấy. Thì đây là một số các cái phrasal verb rất là thông dụng mà chúng ta gặp rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Đấy. Các bạn có thể dùng các cái động từ giới từ phrasal verb như thế này, hoặc không các bạn có thể dùng các cái động từ ngang nghĩa thì cũng không sao, đúng không ạ? Cũng không sao. Đấy. Và cái quan trọng nhất đó là chúng ta sử dụng đúng ý nghĩa của nó. Vì đôi khi mà nếu như chúng ta nhầm lẫn về nghĩa thì sẽ gây ra những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Sau đây là một số các cái câu mà chúng ta sẽ làm việc với giới từ. Vậy ạ, câu 12 này. Cái gì đó they decided to go to Paris for their holiday. Cuối cùng là họ đã quyết định là đi tới Paris để cho cái kỳ nghỉ của họ, đúng không ạ? Thì chúng ta có các cái từ sau này. A. At the end. B. In the end. C. In the least. Và D là at least. Hoặc là cũng có thể là nghĩa là least là ít nhất chẳng hạn. Ít nhất là họ quyết định đi tới Paris cho kỳ nghỉ của họ. Đấy, nghe có vẻ không hợp lý lắm đúng không ạ? Ừ. Thế ở đây nếu mà cuối cùng họ quyết định đi tới Paris để đi nghỉ của họ, thế thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái từ the end này. Nhưng mà là at the end hay là in the end? Nếu mà là at the end nhé, at the end là ở cuối. Như chúng ta đã biết này, at là một cái giới từ mà nó có mang cái tính chất gì ạ? Tĩnh. Tôi đã dặn các bạn là mang tính chất tĩnh đúng không? Ví dụ như là ở nhà là at home, ở trường là at school. Thời gian thì cố định, ví dụ như là vào lúc 10 giờ là at 10 a.m. Nó mang tính chất tĩnh và cố định. Hay nếu mà at the end ấy là ở cuối của cái gì đấy, ví dụ nhé, at the end of a story thường hay đi như thế, at the end of the story, tức là ở cuối câu chuyện, đúng không? Ở cuối câu chuyện thì nàng tiên cá đã gặp được hoàng tử chẳng hạn, đấy, đôi chân của cô ấy thành chân người chẳng hạn, đấy, thì đấy gọi là at the end là ở cuối của một cái gì đấy rồi, at the end. Thế còn in the end ấy thì nó là một cái cụm mang nghĩa là cuối cùng, thì cuối cùng cái từ này ấy, nó sẽ bằng với cả at last và bằng với cả từ finally. Ba cái từ này là bằng nhau. In the end này, ba chữ này, hai chữ là at last này, một chữ là finally này. Ba cái từ này thì chúng ta sẽ đều mang nghĩa là cuối cùng. Cuối cùng thì như thế nào đó. Được chưa? Và như vậy thì chúng ta sẽ có cấu trúc là in the end they decided to go to Paris for their holiday. Được chưa? Đấy nhá. Như vậy chúng ta sẽ khoanh đáp án là B. Cuối cùng là họ quyết định đi Paris cho kỳ nghỉ của họ. Được chưa? Câu tiếp theo. Nhìn thấy từ smoking này, nếu bạn không bỏ thuốc đúng không? You will never get better. Nếu bạn không bỏ thuốc thì bạn sẽ không bao giờ có thể tốt hơn được. Đấy. Thì bỏ đó là từ nào trong số các cái từ sau? A. Give off. B. Give out. C. Give from. Và D. Give up. Chắc chắn đáp án là D. Give up, bỏ thuốc. Chúng ta sau này chúng ta sẽ khi làm nhiều thấy là các bạn nhìn nhanh á, cứ thấy cái gì smoking rồi give, chắc chắn là give up ngay, nên làm rất là nhanh. Được chưa? Câu 14. Chúng ta có từ pay. Đi với cái cụm là pay. Cái từ này các bạn đọc là gì? Nhiều bạn đọc cho tôi cái từ này là gì? Trẻ que. Đúng không ạ?
Ê, không phải đâu nha. Từ này đọc giống như cái động từ kiểm tra. Đó là từ check. 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 Giống hệt này. Đấy thì trả bằng cái này nghĩa là xét. Trả bằng xét. Đấy. Thì đó là pay by check. Nó là cụm rồi. Pay by check. Trả bằng xét. Trả bằng tiền mặt là cái dùng từ in cash. Đấy, buy check nhưng mà in cash. Thế đây chúng ta rời khỏi đáp án. À, thấy chưa? Rồi câu cuối cùng. Chúng ta có từ the time. Xong rồi you finish, they had left. Câu này nếu như các bạn đã học trong bài thi của động từ thì chúng ta sẽ thấy là cái by the time đáp án C này nó sẽ cho chúng ta một cái cụm by the time thì nó sẽ bằng với cái từ là before, là trước. Trước khi bạn hoàn thành thì họ đã đi mất rồi. Đấy, thì cái by the time này sẽ bằng với before, mà nếu như trước một cái mốc trong quá khứ, trước một mốc trong quá khứ trước đấy nữa thì chúng ta sẽ bắt buộc phải dùng gì? Quá khứ hoàn thành. Thì đây người ta dùng quá khứ hoàn thành đây. Had left. Được chưa? Như vậy là cái câu này thì chúng ta chỉ cần nhớ cái cụm by the time bằng before thôi là được. Nhưng mà tôi cũng giảng thêm các bạn một chút về thi này. Chúng ta sẽ thử với một số câu trích lược trong bữa này thi đại học nhé. Câu thứ nhất này, they are staying with us. Gì đó này, the time being until they can afford a house. Ở trong cái trường hợp này các bạn sẽ thấy là khi đi thi các bạn sẽ gặp nhiều câu các cụm thành ngữ rất là nhiều, và nếu chúng ta không chịu khó học thì cái phần giới từ sẽ trở thành một cái thảm họa đấy các bạn, bởi vì là chỉ cần biết là làm được, không biết chắc chắn không làm được. Ở đây chúng ta thấy là khi nhìn thấy the time being bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng đáp án nào đó mà có chữ for ấy. For, bởi vì for the time being có nghĩa là tạm thời. Cái cụm này nó sẽ bằng với lại từ temporary. Temporary có nghĩa là tạm thời, được chưa? Đấy. Đây đáp án là for nào? Từ nào đây? Ia. Đấy. Khoanh ia. For the time being nghĩa là tạm thời. Được chưa? Câu thứ hai, the library card will give you free access. Yeah, the internet 8 hours a day. Tức là cái thẻ thư viện này sẽ cho bạn phép bạn này cái tiếp cận internet ấy, truy cập internet gì miễn phí 8 tiếng một ngày. Thế cái access nó phải đi với giới từ là to. Access to the internet. To the internet. Là truy cập vào máy tính phải dùng với to. Thế cái này chúng ta cũng phải học thôi để mới biết được thôi. Câu số 3 nhá. She has to hand in. Ở đây này, hand in là động từ nộp. Hand in là nộp. Cô ấy phải nộp này. Cái thông báo của cô ấy này, cái gì đi với advance, advance là sớm. Nó phải đi với cái cụm là in advance, có nghĩa là sớm hoặc là trước. Cái in advance này nhá, thì nó còn bằng một cái từ đó là từ beforehand, có nghĩa là sớm hoặc trước. Beforehand. Thì các bạn chú ý cho tôi là nếu như chúng ta gặp in advance hay beforehand thì chúng ta đều biết cách sử dụng của nó, được chưa? Đấy, cô ấy phải nộp cái thông báo của cô ấy sớm. Khi mà cô ấy quyết định là rời công việc này là phải đưa ra cái thông báo là nghỉ việc sớm đấy. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ khoanh đáp án C với cái lưu ý là in advance, được chưa? Cuối cùng, he asked me to tell you that he would be here, gì đó, a moment. Ở đây người ta lừa các bạn một chút này. Nhưng mà nhìn thấy từ moment, các bạn biết là tôi dặn các bạn at the moment bằng từ now, có nghĩa là gì ạ? Bây giờ, đúng không? Nhưng mà ở đây này, câu này khác này. He asked me to tell you that he would be here a moment. Tức là anh ấy bảo tôi nói với bạn rằng anh ấy sẽ ở đây trong một chốc nữa, một lát nữa. Ở đây không phải là giờ moment, không phải giờ, mà đây là trong một chốc lát nữa, mà lại dùng một cái thể tương lai. Mặc dù đây là tương lai trong quá khứ nhưng cũng là tương lai, anh ấy sẽ ở đây trong một chốc một lát nữa. Thế thì trong một chốc một lát nữa thì chúng ta phải dùng từ in. In này này, in mà cộng với một khoảng thời gian có nghĩa là trong bao nhiêu lâu nữa, được chưa? Ví dụ như là tôi sẽ hoàn thành công việc ngày hôm nay trong 5 phút nữa. I will finish my work today
In 5 minutes. Thì in 5 minutes có nghĩa là trong 5 phút nữa. Bao giờ cũng thêm chữ nữa nếu các bạn dùng với giới từ là in. Được chưa? Thế ở đây là in a moment, có nghĩa là trong một chốc nữa, một lát nữa. Chứ còn at the moment tức là ở cái lúc này, vào lúc này thì sẽ bằng từ now. Nhớ đấy. Thế đây chúng ta sẽ dùng giới từ là à. Và cũng đừng có nhanh quá mà thành gì ạ? Cẩu thả nhìn nhầm một chút xíu rồi các bạn có thể làm sai. Nên là chúng ta cứ cẩn thận mà làm thì tốt hơn. Rồi, chúng ta tiếp tục với ba câu nữa nhé. Câu số 5. As a student, my father was very poor and had to get on very little money his mother sent him from the village. Tức là gì? Khi còn là sinh viên đúng không? Bố tôi rất là nghèo và đã phải sống qua ngày dựa trên cái số tiền rất là ít ỏi mà mẹ của ông gửi lên từ quê, đúng không? Gửi từ quê lên. Thế thì sống qua ngày ấy là chúng ta có từ get, get by. Cái on này nó đi với cái little money, tức là trên cái số tiền đấy. Thế còn cái từ get by ấy là cái cụm nghĩa là xoay sở hoặc là sống xoay sở trên cái số tiền ít ỏi đó, được chưa? Câu số 6. A good friend will stand you when you are having problems. Một người bạn tốt thì sẽ gì? Đứng bên cạnh bạn khi mà bạn có rắc rối, đúng không? Thế thì cái stand này mà muốn chỉ là đứng bên cạnh bạn hoặc ở bên cạnh bạn hỗ trợ cho bạn là từ stand gì ạ? Stand, stand by you. Stand by. Đấy. Nó vừa mang nghĩa đen vừa mang nghĩa bóng nhé. Stand by, cái từ by nó cũng bằng từ beside, có nghĩa là bên cạnh. Được chưa? Ví dụ nhé. By the swimming pool cũng là cạnh bể bơi, mang cái khoảng cách địa lý bình thường. Ở đây là stand by tức là đứng bên cạnh bạn là nghĩa đen hoặc là mang nghĩa bóng, ví dụ như là sẽ ủng hộ bạn, sẽ hỗ trợ cho bạn, sẽ chia sẻ với bạn. Thì cái từ stand by này mang nghĩa bóng thì chúng ta sẽ khoanh đáp án là đáp án A. Câu cuối cùng. Do you have any objections gì đấy to the new road scheme? Từ này chúng ta đọc cái âm CH này thì chúng ta đọc là âm K nhá. Đọc câm mà đọc thành K, scheme, người ạ, new road scheme. Bạn có bất kỳ cái phản đối nào đối với lại cái chương trình đường mới này không? Đúng không? Để mở rộng đường hay gì đó. Thì chúng ta nhìn thấy quen không này? Objection là rất là quen này. Đó là danh từ của động từ gì ạ? Object, động từ phản đối. Thì object thì đi với giới từ là gì? Object, at, object with, object to hay object for. Chúng ta biết là object đi với giới từ to. Thế thì objection cũng đi với to, không có gì đặc biệt đâu. Đi với to thôi. Đó, ví dụ nhé, interested, tôi rất là thích đọc sách. I'm interested in reading books, đúng không? Đi với interest, interest đi với in. Hay là cơ quan hỏi là bạn có bất kỳ một cái niềm hứng thú nào đối với lại sách vở không ạ? Do you have any interest? Đương nhiên là cũng vẫn là in. Đấy. Thế interest in, interested in. Object to, objection sẽ đi với to. Đấy. Thế đây là toàn bộ cái phần về giới từ mà tôi đã giải cho các bạn hôm nay. Đấy, chúng ta nhớ này. Giới từ thì có thể giới từ chỉ thời gian, địa điểm, nơi, chốn, mục đích thì kết quả chỉ các cái động từ thường. Rồi chúng ta có các cái phrasal verb mà có động từ đi kèm với giới từ, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã học các cách sử dụng thông thường cơ bản nhất của các cái giới từ quan trọng. At, in, on, for, since, during, vân vân, until. Đấy, còn tôi cũng cho các bạn một số các cái thành ngữ đơn giản. Thế nhưng mà tất nhiên là như thế là không thể đủ được. Và chúng ta cũng đã luyện tập một số các cái phần bài. Đấy. Chúc các bạn có thể gặp những cái câu mà chúng ta đã học rồi trong bài thi đại học và sẽ đạt được một điểm số cao.